hôm trước ấy, chị sử dụng dịch vụ bên nhà em rồi, mày môi chị rất là ưng. Thế là hôm nay chị mới đến đây để chị chấm cái nốt ruồi tài lộc. Chị có một nguyện vọng em nhá, là em phải tìm cho chị một bạn thật là phù hợp với tình trạng của chị, em hiểu không? Thứ nhất là phải hợp tuổi, thứ hai bạn ấy phải chuyên chấm nốt ruồi tài lộc để cho chị thật là may mắn khi chị chấm cái nốt ruồi này nhá. Ôi rồi chị yên tâm, em sẽ sắp xếp cho chị người nào hợp tuổi với chị nhá. Chị cảm ơn em luôn ạ. A few moments later. Chị muốn chấm nốt ruồi phải không? Đúng, chị muốn chấm cái nốt ruồi đây như Hồ Ngọc Hà. Em chấm đúng chỗ này cho chị nhá. Ôi giời ôi, em chấm nốt ruồi đúng mi chị. Nốt ruồi đây. 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 Chị cảm ơn em nhé. Không có gì chị ạ. Vui là được rồi. Vui là được rồi. Hôm nay là